Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, khẩn trương rà soát kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực, kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng đến thời điểm hiện tại. Từ đó, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 kịp thời, hiệu quả, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành tăng trưởng tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Theo công điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái được giao theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.